thị trường các sản phẩm làm đẹp đang ngày càng sôi động với nhiều chủng loại mẫu mã phong phú, đa dạng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhu cầu làm đẹp mỗi người. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã không ngừng áp dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu tìm tòi để đưa ra những sản phẩm chất lượng an toàn, có sức cạnh tranh trên thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Thái Hương là một ví dụ, với hệ thống nhà máy được đầu tư khép kín hiện đại, phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết bị công nghệ nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP ASEAN. Sau hơn 3 năm có mặt tại thị trường, doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ nhờ những sản phẩm làm đẹp uy tín và chất lượng được điều chế trực tiếp từ thiên nhiên, kết hợp với công thức độc quyền từ nguyên liệu làm đẹp nổi tiếng trong dân gian như dầu ô liu, dầu dừa, dầu nho, dầu hạnh nhân, cùng các chiết xuất từ nha đam, ngải cứu, cam thảo, cám gạo. Nhiều dòng sản phẩm của doanh nghiệp đã đạt được giải thưởng lớn như là thương hiệu nổi tiếng đất Việt, thương hiệu sản phẩm chất lượng cao. Mới đây, doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị khách hàng nhằm tri ân những nhà phân phối và các đại lý trên cả nước đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu sản phẩm Việt dành cho người Việt.